Vâng, này xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay có thời gian em sang thăm cái trại ong giống của bác em. Bác em thì có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nuôi ong rồi. Thì hôm nay em sang nhờ bác chia sẻ cái cách căng cầu, căng dây thép vào cầu để cho các bác mà mới nuôi ong thì các bác cùng tham khảo nhá. Đây là đồ nghề của ông em đã chuẩn bị sẵn hết đây rồi. Đây là bác em đây ạ. Xin chào các bạn. Nuôi ong. Đây là chiếc khung cầu. Đây là chiếc khung cầu để bắn tầng chân ong vào đây. Chiếc khung cầu này có quy cách thống nhất là chiều dài 42 phân, chiều rộng là 2 phân 7, chiều dày 1 phân rưỡi. Đây là xà dưới. Tôi vừa nói xà trên nhé, bây giờ là xà dưới. Xà dưới ngắn hơn xà trên, vuông vất là 1 phân hoặc 1 phân rưỡi cũng được. Đây là 2 xà ngang, hay người ta gọi là 2 lỗ đứng. Ông cũng để ông dưới này, để dưới này gì cho dễ. Đây là xà ngang, đây là xà ngang của khung cầu, hay người ta gọi là 2 cái lỗ đứng. 2 cái lỗ đứng này cũng dày 1 phân rưỡi, rộng từ đây đến đây là 20 hoặc 21, 22 phân đều được. Khi cho vào máy quay mặt, rộng hẹp một vài phân không đáng kể, nhưng chiều dài của cái xà trên rất khoát phải 42 phân. Ngắn hơn thì thảo ở trong thùng nó thụt ra rơi tõm, mà dài hơn quá nó mắc vì cái thùng người ta đã bóng thông nhất rồi. Cái lỗ đứng này người ta chia đều ra dùi 3 lỗ, hai bên thì dùi 3 lỗ, phải căng dây thép chia ra làm 4 phần. Khi đặt cái tầng chân vào đây người ta hàn nó mới đều, nó mới chắc cái tầng chân. Đây là cuộn dây thép để căng vào khung cầu. Đây là cuộn dây thép để căng vào khung cầu. Cái dây thép này rất nhỏ. Mua ở đại lý nào của người ta cũng đều có bán hết. Cái khung cầu như thế này làm sao để cắt cái dây thép căng đi căng lại 3 lần là vừa đủ. Thứ nhất, ta phải đo. Nó quanh đi quanh lại 3 lần thì ta đo cái đoạn dây thép này là 4 lần. Từ cái khung cầu ngang này sang cái này, 1 2 3 4 Đây phần này ra. Thế là ta được một dây thép đủ căng quanh đi quanh lại 3 lần trong khung cầu. Bắt đầu căng. Thứ nhất, luồn vào lỗ khung cầu dưới cùng. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Đây là khung cầu dưới cùng. Buộc lại. Bao giờ phải luồn từ dưới? Lý do tại sao lại luồn từ dưới thì tôi sẽ nói tiếp. Xiên vào lỗ thứ hai, kéo ra này, cố gắng là giữ cho cái dây thép này thẳng luột chứ đừng để nó gãy khúc xong là hàn nó khó. Luồn lên lỗ thứ ba. Thế là đã xong. Tại sao ta phải luồn bên dưới là như thế này? Dưới này, lỗ thứ hai, lỗ thứ ba. Cái lỗ thứ ba này là lỗ cuối cùng để ta tì tay vào đây, ta bóp, ta kéo cho nó căng. Chứ nếu mà ta lại buộc trên này trước, ta buộc đây thì cái này nó yếu. Nó oằn, nó gãy hoặc nó bật cái đi như ra. Bởi vậy là ta phải luồn dưới này trước. Đến đây, lúc bắn căng này, khi bắn này ta túm vào đây. Ta líu cái dây này, líu cái dây này để cho nó căng cái dây này. Khi nó căng cái dây này rồi ta lại líu cái dây này rồi nó căng cái dây này. Khi bắn dây thép vào cầu ong không cần kìm, mà ta có một cái que như thế này, ta xẻ giữa đây ra, ta quấn dây vào đây, ta cứ lăn thế nào nó khác căng dần.
Này, bắt đầu này. Bóp cái dây này. Thì nó căng cái dây dưới. Đấy, bóp cái dây này. Mà căng cái dây này. Thế là ba dây đều căng. Nó căng vừa phải thôi nhé. Căng vừa phải, đừng căng quá nữa đấy. Xong đó ta thế này. Quằn nó xuống đây. Đấy, thế là ta buộc đây là xong. Nó cuốn đây. Nó thừa tí ta cắt đi. Ta làm nó thừa một tí để nó cuốn vào đây nó mới chắc. Chứ lại nó vừa xít quá nó khó làm. Thế là ta đã hoàn thành việc bắn dây thép vào khung cầu. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái dây này nó không phải chăng thôi. Khi gắn tầng chân một cái cầu ong như thế này, cứ để thế này con ong nó xây, nhưng nó không có cái cốt, cái tầng ở trong này. Cái cốt, cái tầng người ta đã làm sẵn rồi. Bằng sáp, nó lại in hình đáy lỗ rồi. Khi gắn vào đây con ong nó chỉ việc xây lên thôi. Cái tầng chân này nó làm cho khỏe cái bánh tổ ong, khi quay nó không vỡ. Phần bên dưới này là con, phần bên trên là mật. Khi quay mật ta có con dao ta lát trên này quay mật. Dưới này con vẫn giữ nguyên lại thả vào, con ong chỉ việc thả mật vào đây thôi chứ không phải xây lại tổ nữa. Cái cầu ong này nó có quan trọng như thế, nó có tác dụng như thế. Trước đây là chưa có khoa học, người ta cứ để nó tự xây. Không có cái cốt, không có dây thép này, quay nó vỡ bánh tổ, rồi con ong lại phải xây lại thì làm sao mà kịp 3-4 lần quay mật trong một vụ hoa. Mỗi một vụ hoa chỉ được có một tháng thôi. Đây mới là... Đây mới là xong cái... đây mới là xong cái việc răng dây thép vào trong khung cầu. Thế còn khi... gắn tầng chân vào cái này thì hôm nay này chưa nói tiếp, mà gắn tầng chân thì phải có một miếng gỗ bên dưới này. Vâng. Để đợi miếng sáp. Thế hôm nay là có cái mỏ hàn đây. Bây giờ thời buổi khoa học văn minh như là có mỏ hàn cắm điện vào đây, nó nóng điện thì nó bắt đầu ta mới di. Đây là cái tầng chân nó khá dính à, lần lượt từng cái một đây. Để tôi cho xem cái tầng ngon nhá, cứ để đấy. Đây là cái tầng ong cũ bỏ ra nha, cho các bạn nhìn. Đấy. Khi đã gắn tầng chân vào rồi, nó có hình đáy lỗ rồi, con ong chỉ việc xây cơ thêm cái lỗ này để thả mật vào đây. Bên dưới là nó nuôi con, bên trên là bổ mật. Khi quay mật thì con dao lát cái chỗ này, cho một máy quay nó văng ra xong lại thả vào con ong lại, tiếp tục thả mật. Đây là cái cầu ong đã gắn tầng chân vào rồi, mà ong đã xây xong rồi. Đây là một ví dụ đây nha các bạn. Đấy. Đấy, từng bước một. Vâng, đây là đóng khung cầu. Phải bảo thợ đóng cho đúng quy cách. Vâng. Thợ đóng thế, đúng quy cách. Hôm nay là em sang bên bác em thì bác em đã chia sẻ cái cách mà căng dây thép vào khung cầu. Thì mai ngày kia em sẽ sang, bác sẽ chia sẻ tiếp một cái video là làm mũ chúa các bác nhé. Vâng, bác nào mà có nhu cầu thì xuống trại ong của bác em tư vấn tận tình luôn. Tham mại ông đúng luôn. Vâng, vâng, em xin chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã xem cái video này. Và các bác xem mà thấy hay thì đăng ký và ấn vào chuông để ủng hộ em, để mấy hôm nữa em lại sang bác để bác chia sẻ cái cách làm mũ chúa nhá. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác, em chào tất cả các bác.